Xin chào các bạn, mình là Tuyền Huy Đại Bắc Ninh. Chào mừng các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hôm nay trước mặt mình đây, tại đại lý mình đang có chiếc Hyundai Stargazer. Đây là chiếc xe mới ra mắt tại thị trường Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đây là dòng xe MPV 7 chỗ, có thể phục vụ cho các bạn đi gia đình với số lượng người từ 5 đến 7 người trong một gia đình. Chiếc xe hoàn toàn có thể đáp ứng được chỗ ngồi rộng rãi, giá thành thì hợp lý cho bản tiêu chuẩn. Mình cập nhật lại về chính sách giá nhé. Tiêu chuẩn bên mình có giá bán chỉ khoảng 560 triệu, và được tặng bảo hiểm thân vỏ cho xe, tặng phụ kiện lên đến khoảng 10 đến 15 triệu đồng. Thì tổng phần mãi cho chiếc xe này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 25 đến 30 triệu đồng. Bản tiêu chuẩn thì đang được bán với giá là 560 triệu. Và bản từ 560 đến khoảng cao cấp 6 chỗ là 665 thì cũng được khuyến mại như vậy. Thì trong video này mình xin cập nhật những cái tính năng cũng như là nêu lên những cái ưu việt của Stargazer và cập nhật chính sách giá bán của các phiên bản. Thì trước mặt mình đây đó là chiếc Stargazer phiên bản đặc biệt màu đen. Thì chúng ta về phần đầu xe, chúng ta sẽ thấy là xe được trang bị lưới tản nhiệt sơn bóng này. Chúng ta cũng có cụm đèn pha cốt kiểu chiếu phản xạ đa hướng. Đây là bóng halogen nhé. Đó, bóng halogen thì sẽ cho chùm sáng nó được tỏa rộng, và cái giá thành bóng thì tiết kiệm chi phí. Ở đây sẽ có logo Hyundai cũng được đặt ở cái vị trí thiết kế hoàn toàn mới. Thì xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mình sẽ nói thêm về phần kích thước. Thì xe được trang bị với kích thước là chiều dài đó là 4m460, chiều rộng là 1m780 và chiều cao là 1m695. Và đặc biệt với chiều dài tổng thể thì Stargazer có thể chưa dài như Xpander hoặc là Vios, nhưng mà về chiều dài cơ sở, nghĩa là chiều dài từ tâm bánh trước đến tâm bánh sau của chiếc xe này, đó là 2m780, đã vượt được Xpander và xe đối thủ đó là Toyota Veloz. Khoảng sáng gầm xe thì xe được trang bị khoảng sáng gầm xe đó là 18,5 cm. Chúng ta sẽ có động cơ của xe là 1.5 lít công nghệ mới của Hyundai, đó là Smart Trim, sản sinh công suất là 115 mã lực ở vòng tua 6.300 vòng trên phút và moment xoắn cực đại là 144 Nm. Xe được dẫn động với hộp số IVT thông minh. Rồi tiếp tục nói đến phần tiện nghi thì xe được trang bị la răng với kích thước cho tất cả các phiên bản đó là 16 inch, nhưng mà sẽ có những cái họa tiết khác nhau cho các phiên bản. Treo trước của xe thì được trang bị treo MacPherson, treo độc lập MacPherson, và treo sau là treo phụ thuộc với hệ thống treo đó là thanh cân bằng. Tay nắm cửa thì được mạ chrome tích hợp nút bấm mở khóa và đóng cửa. Cốp xe thì được trang bị là cốp chỉnh cơ với cụm đèn hậu kiểu LED nối liền từ bên trái qua bên phải, tạo nét liền mạch trẻ trung. Xe cũng được trang bị đó là cam lùi. Mình sẽ mở phần cốp lên để các bạn có thể khám phá được. Thì về một chiếc MPV với chiều dài tổng thể ở mức tương đối thì chúng ta cũng sẽ có một cái chiếc cốp sau và cũng sẽ đủ để đủ được vali đi du lịch. Và khi gặp hai hàng ghế thứ ba xuống thì chúng ta cũng sẽ có một cái không gian để hành lý rộng rãi. Ở trên này sẽ có phần tiêu hao nhiên liệu, thì ta sẽ có ngoài đô thị đường cao tốc là 5,4 lít, đường trong đô thị đường phố nó sẽ rơi vào tầm 6,9 lít và đường kết hợp nó sẽ khoảng 5,9 lít. Rồi, chúng ta sẽ cùng khám phá đến phần khoang nội thất. Thì đến với nội thất của Stargazer
thì chúng ta sẽ có hệ thống loa của phiên bản đặc biệt, đó là 6 loa, phiên bản tiêu chuẩn là 4 loa và trên phiên bản cao cấp là 8 loa bâu, là 8 loa bâu cao cấp giống như đàn anh Túc Sơn. Ngồi ở phần ghế lái thì bản thân mình cảm nhận là ghế ngồi rất là rộng rãi, phù hợp với những cái người có kích thước khoảng 1m8 thì mình nghĩ cũng ok, không vấn đề gì cả. Vô lăng thì được trang bị, đó là vô lăng 4 chấu. Chúng ta bật cái màn hình đa thông tin và màn hình giải trí trung tâm lên để khám phá. Đây là màn hình LCD 4,2 inch ở giữa. Chúng ta có màn hình giải trí trung tâm. Đấy, được trang bị cảm ứng, có tích hợp những cái công nghệ như là Google Maps. Đó, Google Maps này, định vị. Rồi điều hòa thì trên phiên bản đặc biệt và tiêu chuẩn là điều hòa chính cơ, còn trên phiên bản cao cấp thì là điều hòa tự động. Driver mode thì chúng ta cũng sẽ có 4 chế độ lái. 4 chế độ lái như là chế độ lái Smart thông minh này, Eco là tiết kiệm nhiên liệu, Normal là chế độ lái bình thường và Sport là chế độ lái thể thao. Trên chiếc vô lăng này thì chúng ta sẽ có hệ thống ga tự động Cruise Control và có cái gói gia hạn tốc độ này rất là phù hợp. Khi mà các bạn ấn gia hạn tốc độ này thì cái chân ga các bạn đạp mạnh như thế nào thì nó vẫn chỉ giữ ở cái mức là tốc độ đó thôi. Đó, hàng ghế phụ phía trước thì cũng là được trang bị ghế da và đây là ghế thông gió với họa tiết mình đánh giá là khá là đẹp. Dọc theo giải viền này thì chúng ta sẽ có, đây là viền sân bóng và cũng có những cái hộc để đồ rất là phù hợp khi các bạn dùng xe này để đi gia đình, rất là tiện nghi và cũng như là có thể là chạy dịch vụ, rất là phù hợp. Chúng ta có cái tầm nhìn tương đối là tốt ở trên bảng nhìn từ bảng tablo này. Cần số của xe thì là xe được trang bị cần số giống xe Túc Sơn bản tiêu chuẩn và bản sang đặc biệt. Cần số thiết kế gần giống cần số của Audi nhé. Đó, chúng ta cũng sẽ có hệ thống số thể thao bên này. Đây, hộc để cốc cũng được trang trí viền đèn rất là đẹp. Rồi cùng xuống với khoang hàng ghế phía sau. Đến với khoang hàng ghế phía sau thì các bạn có thể thấy là ghế được trang bị với mức độ ngả lưng phù hợp, kèm không gian nội thất tương đối tốt. Mình thử ngồi vào. Thì ghế trước chúng ta ngồi thoải mái và ghế sau mình thấy vẫn còn một khoảng để chân rất là rộng. Thì cái kích thước người ngồi ở hàng ghế này có thể là đáp ứng được những người có thể cao trên 1m8. Đó, cũng được trang xe cũng được trang bị những cái hộc để đồ rất là tiện lợi để chai nước và các bạn có thể để đồ dụng cụ cá nhân. Đó, ở đây cũng có này. Ở dưới này thì được trang bị hai cổng sạc và cũng được trang bị một hộc để đồ rất là tiện lợi. Đây là cái bàn để các bạn có thể làm việc. Hàng ghế thứ hai cũng có cái tiện nghi nữa, đó là cái móc ghế trẻ em Isofix. Như này thì khi mà các bạn có con nhỏ, chúng ta sẽ móc ghế của các cháu vào đây thì sẽ là an toàn hơn. Và trên trần chúng ta sẽ có hệ thống dàn lạnh. Đấy, dàn lạnh có thể bật tắt qua các nút điều chỉnh. Đó. Về hàng ghế thứ ba của xe thì chúng ta cũng sẽ có những cái cổng sạc. Ở hàng ghế thứ ba cổng sạc 12V, chúng ta sẽ có những cái hộc để đồ ở bên dưới. Và hàng ghế thứ ba thì được trang bị với hai chiếc ghế. Thì xe này các bạn có thể đi với cái số người, đó là 7 người. Trên 3 phiên bản, đó là bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và bản cao cấp. Và bên mình còn một phiên bản nữa, đó là bản cao cấp 6 ghế. Xe thì bên mình có ra mắt, đó là màu, các màu xe như sau, đó là màu xám kim loại, màu đen, màu bạc, màu trắng và màu đỏ.
Stargazer bản thân mình đánh giá về động cơ, về khung gầm, về kích thước thì hoàn toàn là đối thủ của Veloz và Xpander, và những công nghệ tiện nghi thì có thể là vượt trội hơn rất là nhiều. Và xe là mẫu thiết kế mới của Hyundai thì với tầm giá rơi vào tầm khoảng từ 500 rưỡi đến 560 triệu thì các bạn có thể sở hữu được một chiếc xe 7 chỗ có thể phục vụ đi gia đình và đi làm dịch vụ, với mức giá lăn bánh thì đâu đó khoảng vài 600 một chút, thì Stargazer vẫn luôn là chiếc xe xứng đáng để các bạn lựa chọn. Thì video này thì mình cũng xin khép lại tại đây. Các bạn quan tâm đến Stargazer thì vui lòng liên hệ với cả tuyển Hyundai Bắc Ninh. Mình để số điện thoại ở trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.